không? Đem về luôn hả? Dạ. Bữa nay hai được ăn kem nè, một cây kem 70.000, một ly này á 55.000. Một lon Pepsi là 25.000. Một cái này là 100.000 nữa, là hôm nay là một ngày một đôi dép 700.000 nữa. Vậy là hôm nay anh đang hết bao nhiêu gần một ngày lương của ba mẹ rồi, xài hết ngày lương của ba mẹ rồi. Tại vì một ngày nó bụng thôi. Nó bụng quá. Mẹ nói nó bụng chứ. Rồi bây giờ này cũng tranh thủ ăn ăn cho hết nha. Hôm nay phá lệ chú uống nước ngọt nha, chứ ngày sau là không cho uống đâu nha, cô gái. Dạ. Cô gái tóc này. Dạ. Mình sẽ đem cô gái về nhà. Ừ. Năn nỉ lắm mới chú uống coca nè, chúng thôi chú uống nước suối rồi nha cô. Thì con nói nước suối hoài chứ đâu có nói coca